Nạp Thiếp Ký Tập 2. Lão Dương, bắt đầu từ hôm nay, hắn chính là đồ đệ của ông, cùng đi theo để phá án. Dân, sư gia, chúng ta đến Ân Phủ nghiệm thi lại lần nữa. Nghiệm thi? Tiểu đồ đệ, lại đây. Cầm đi. Những thứ khác ta đều mang hết rồi. Đây là cái gì vậy? Dằn vật thời cổ mà còn bẩn hơn đồ khai quật thời hiện đại nữa. Theo tôi thấy là còn chưa được khử trùng nữa. Ở đây chẳng có gì cả. Găng tay, bàn chải, bột than chì, những thứ cơ bản nhất cũng không có. Người chuyên nghiệp như tôi làm sao mà nghiệm thi đây? Chuyện này tôi không làm được. Dương Thu Trì đâu? Dương Thu Trì, Dương Thu Trì, tới đây. Không được, là một pháp y chuyên nghiệp có phẩm hiệu, buộc phải có dụng cụ chuyên nghiệp mới được. Trong túi của mình có mà. Lão gia, cái túi nhỏ của tôi. Đó là vật chứng, là chứng cứ người phạm tội. Chớ quên ngươi là người đang mang tội. Nhưng tôi cần cái đó gấp. Phá án gấp hơn, chuyện của ngươi không quan trọng. Đến nơi rồi, dừng kiệu. Hạ kiệu. Đại nhân, mời. Mời, đi thôi. Đi mau lên. Từ từ thôi. Đừng nhìn nữa, đi mau. Lão gia, từ từ thôi. Bạch đại nhân, Thiên tổng đại nhân, Ân công tử, Tống ba bá, đây là Dương Ngũ Tát mới tới, có chút kiến thức, đến kiểm tra lại xem sao. Qua đây. Xin chào Dương huynh đệ. Vậy thì vất vả cho huynh rồi. Đây là tiền động tay và tiền rửa tay, cầm lấy đi. Tiền động tay và tiền rửa tay? Đây là tiền mua xà phòng rửa tay à? Đây là tiền theo quy củ của Ngũ Tát chúng ta. Quy củ à? Này người anh em, con người tôi rất quy củ. Trước khi tới đã rửa tay rồi, thật đó, rất sạch sẽ. Không cần đưa tôi tiền rửa tay nữa đâu. Không tin thì ngửi thứ mà xem. Trời đã muộn rồi, còn không mau nhận lấy. Bắt đầu kiểm tra đi. Cầm lấy. Mình hiểu rồi, đây là bao lì xì. Lãnh đạo chủ động bảo mình nhận bao lì xì ngay trước mắt. Minh Triều đúng là thối nát thật. Không phải là tìm cơ hội bẫy mình chứ. Làm sao? Chê ít à? Đáng sợ thật. Hối lộ một cách ngang nhiên như vậy. Cảm ơn người anh em, cảm ơn. Mời. Tra án rồi, tra án rồi. Tốt quá rồi. Andy, đừng chạy. Có vết xước rõ ràng trên cổ của hai người, chắc được tạo ra trước lúc chết. Đây chính là nguyên nhân gây ra cái chết. Vết bớt trên xác sau khi máu trong mạch máu của tử thi ngừng chảy, do ảnh hưởng của trọng lực lắng động bên dưới cái xác, hình thành sự phân bố từng mảng. Xác đã bắt đầu cứng lại. Căn cứ theo độ ẩm và nhiệt độ trong không khí, tôi phán đoán cô ấy đã chết khoảng 5 tiếng. Nói như vậy thì gia đình Giáp kia căn bản không phải là hung thủ. Nhưng chỗ này chắc là hiện trường vụ án đầu tiên. Phần ngực của cô ấy có vết thương ngoài da, còn có vết cắn. Có chất lỏng màu trắng sữa khô một nửa ngưng tụ ở vùng kính và đùi trong. Chắc chắn là vết của tinh dịch. Dưới ngón tay của cô ấy còn có mẫu da. Đúng là có rất nhiều chứng cứ. Có điều, dụng cụ của tôi thì chẳng ra sao. Andy, mau theo ta đi vào nghiệm thi. Nếu ngươi còn chạy lung tung, coi chừng ta không khách sáo với ngươi nữa. Đi nào. Người vị thành niên không được vào trong. Sao lại đánh vào mặt? Không được đánh vào mặt. Dân Nhi, đừng phá nữa. Nếu cô còn lại gần nữa, tôi sẽ tiếp tục đánh. Ngầu quá. Tiểu huynh đệ, đã phát hiện ra manh mối nào chưa? Trước khi vụ án này được điều tra ra rõ thì xin lỗi nha, tôi không thể nói cho anh biết được, vì phải giữ bí mật. Sao hả? Có thể điền bản nghiệm thi được chưa? Chính là điền mẫu đơn hả? Được. Đồ đệ ngoan, cầm cho thẳng. Làm ra vẻ đại gia, cái đồ lang thang này. Tôi là kẻ lang thang thì làm sao? Kẻ lang thang, tôi không biết giết bút lông. Tôi không biết giết thì sao? Dương Thu Trì, ngươi như vậy không phải là trêu đùa bản quyện à? Không phải, ngươi đâu. Để con giết. Tốt quá, tôi giúp cô bế con chó. Được, anh đọc tôi viết. Được. Nhạc phụ đại nhân, Tống đại nhân và họ nhất định sẽ rửa hận cho tiểu muội và Tố Mai. Lão gia, nói cho người biết, ta thấy chuyện này sẽ ổn thôi. Lão gia, tôi cảm thấy làm thế này không ổn. Tại sao lại không ổn? Chuyện này chỉ có thể làm như vậy. Xong, cha, giết xong rồi. Đưa cha xem nào, đưa cha xem. Cha xem đi. Người chết phần mặt tím xanh, đồng tử mở lớn, sung huyết giác mạc, có dấu vết máu chảy bên ngoài xoang mũi. Còn lại máu và chất dịch trong miệng, bên dưới cổ và hai bên cổ có 3 chỗ biểu bì bong ra. Chạm tay vào có thể cảm giác được gãy xương sụn tuyến giáp. Biên bản nghiệm thi này đúng là mới mẻ quá. hình như rất chuyên nghiệp. Đúng, cái này đọc rất dễ hiểu, phải không? Có hai vết xước da màu đỏ nhạt giữa khe ngực của người chết. Bốn phía quanh đầu nhũ phải có dấu vết như răng cắn. Dưới da có dấu hiệu xuất huyết. Mặt trong đùi phải cách âm hộ 2 thốn có dấu vết tổn thương ngoài da. Biên bản nghiệm thi này viết tốt lắm. Tốt tới mức ta đọc mà không hiểu. Âm hộ chính là phía ở trên hoa cúc một chút đó. Hoa cúc? Sao ngươi lại biết? Tôi từng bị sét đánh mà. Để ta xem lại. Màn trinh hướng 7 giờ có dấu vết mới bị xâm phạm. Dương Ngũ Tát này, chỗ này ta đọc không hiểu. Ngươi có thể giải thích cho ta không? Màn trinh chỗ 7 giờ có dấu vết mới bị xâm phạm. Miệng vết thương kéo dài từ ngoài xuống phần đáy. Miệng vết thương có máu. Niêm mạc ở tiểu âm thần và đại âm thần đều có sung huyết phù thủng. Chỗ này ta hiểu được sơ sơ. Chính là cái màn trinh chỗ 7 giờ. Hướng 7 giờ chính là 7. Ở đây không có đồng hồ, làm sao giải thích với ngài được? Chính là vị trí khi người chết nằm ngửa thẳng ra. Rồi góc phía dưới bên trái, khi ngài nhìn vào cô ấy, góc phía dưới bên trái của cô ấy chính là hướng 7 giờ. Ngài nhìn thế này này, góc phía dưới bên trái, hướng 7 giờ. Đã hiểu chưa? Hiểu rồi. Được, vậy tôi tiếp tục làm việc đây. Lại đây. Lão già, vừa rồi tôi nói với ngài rồi, chuyện này không ổn. Vụ án này phức tạp như vậy, sợ rằng không phá nổi. Đối với ngài... Thôi xong rồi, có phải biểu hiện của mình quá tốt, tổ chức lại muốn đè nén mình rồi. Này tên kia. Lại gọi mình là tên kia rồi. Quả nhiên là có vấn đề. Ngươi viết cái này rất có lý. Nhưng ngươi có lòng tin sẽ phá được vụ án này không? Tôi... Andy Dương. Đây là mẫu vật còn lại ở chỗ kính của tiểu muội Bạch Gia. Chắc vẫn còn mùi của hung thủ. Andy Dương, ngươi ngửi đi. Andy Dương. Từ từ thôi. Con chó này ở đâu ra thế? Cút đi. Chắc hẳn là hung thủ đấy, bắt lấy. Làm gì chứ? Các ngươi làm gì đấy? Hồ quản gia. Hồ quản gia, ông, sao ông lại ở đây? Vì đại thẩm này, xin dừng bước. Chuyện này là sao vậy? Giải hết về đại lao cho ta. Ăn cơm đi. Đợi đã, xin hỏi nha dịch đại ca, sao lại chỉ có một suất cơm? Đại ca, người bạn tù này của tôi có phải đã bị... Hắn theo lão già đi tra án rồi. Tra án ư? Xem đi, là hắn đó, chính là tên khốn đó. Lần này không biết dẫn đi làm gì nữa. Chắc là chặt đầu rồi. Tôi thấy chỉ đáng tiếc cho vợ của hắn. Một cô nương rất tốt, thật là đáng tiếc. Hắn căn bản là không xứng mà. Vợ, hiền thục, hiền thê. Thê tử. Nhìn xem, rất có khí phách, đúng là đáng tiếc thật. Đúng đó, tên Dương Thu Trì đó nói là được thả ra rồi mà. nhưng kết quả lại vào tù rồi. Lần này hắn phạm phải tội lớn. Tôi nghe mấy người anh em nói, chẳng còn được mấy ngày nữa đâu. Hổ đệ! Có khai không hả? Tôi khai mà. Khai rồi, khai rồi. Đều là do tôi làm. Tên gia đình đó là tôi bỏ tiền ra mua chuộc. Tôi cho hắn tiền để hắn thay tôi nhận tội. Vậy mới đúng chứ. Ngoan ngoãn khai hết ra. Hôm đó khoảng giờ ngọ, tôi đi qua phòng của thiếu phu nhân. Kết quả nhìn thấy trên giường trong phòng có tiểu thư Bạch Gia đang nằm ngủ. Tiểu thư Bạch Gia y phục hớ hên. Ngươi đúng là rất mê người. Nên tôi Ngươi là tên súc sinh. Ngươi đã làm cái gì? Nói đi. Tôi liền mạo phạm cô ấy. Tôi sợ lắm. Kết quả tôi đã làm chuyện đó với cô ấy. Được, coi như là ngươi còn thành thực. Khai rồi. Hành hình đi. Mạnh tay vào. Xin tha mạng. Lợi hại lắm. Đại nhân, khai rồi, khai hết rồi. Chính là tên quản gia đó làm. Hắn còn đổ tội cho tên gia đình kia. Dương Thu Trì à, người đúng là thần đoán. Đại nhân, việc này sợ rằng vẫn chưa ổn. Vẫn còn chưa ổn đâu. Cái gì? Chưa ổn mà. Giải về đại lao cho ta. Đi nào. Vào đi. Không đúng. Phá án như vậy là không đúng. Huynh đài ăn cơm chưa? Ăn cái quái gì? Đây là cơm cho người ăn sao? Huynh đài, nghe nói huynh biết tra án, còn được Tống lão gia lựa chọn nữa. Nhưng vụ án này xử như vậy không đúng. Huynh đài, huynh biết tra án thật à? Thiêu thần lao vào lửa. Người có trí tuệ khác thường tất gặp tai ương khác thường. Cá bơi chết trong lưới. Người ham thích cái đẹp tất sẽ chết vì cái đẹp. Huynh lại lải nhả gì vậy? Nhanh như vậy đã ngủ rồi. Andy. Andy cứu ta, ta muốn về nhà. Tỉnh lại đi, huynh đài, tỉnh lại đi. Ngươi làm gì vậy? Huynh đài à, huynh nói mơ cả đêm, khiến cho người khác không ngủ được. Tôi đã chăm sóc huynh cả đêm đấy. Không cẩn thận ngủ quên đi mất. Người thật là buồn nôn quá đi. Cứu tôi với, cứu tôi với, cứu tôi với. Có người muốn ngủ với tôi. Huynh đài, tôi vốn có ý tốt mà. Hành động ngay thẳng thì sẽ tự ngay thẳng. Thẳng cái gì? Vừa nhìn là thấy ngươi cong rồi. Ngươi muốn ngủ với ta mà. Cứu tôi với, cứu tôi với. Tổng đại nhân, tổng huyện lệnh, Bạch đại nhân, Bạch Thiên tổng đại nhân cứu tôi. Câm miệng. Tôi muốn về nhà. Lão gia. Trà Long Tĩnh đó. Ngươi cho rằng bổn huyện không nhận ra sao? Tiểu nhân nhiều chuyện rồi. Tên kia niệm tình ngươi có công nên bổn huyện đặc biệt khai ân. Cho ngươi thời gian một chén trà. Hãy nói đi. Nhưng không được ăn nói dớ dẫn nữa. Lão già rất bận. Luật Đại Minh cũng rất nghiêm khắc. Lão gia, vụ án tỷ muội họ Bạch ở Ân Phủ không ổn. Biết ngay ngươi sẽ nói như vậy. Cái này không ổn, cái kia không ổn. Bạch Thiên tổng đại nhân nể mặt ngươi, cho ngươi biết tình tiết vụ án. Ngươi vẫn là ngươi, vẫn đi bắt. Ngươi vẫn nói không ổn. Ngươi muốn trêu đùa bản quan sao? Lão gia, cả đêm qua tôi không ngủ chút nào. Đúng đúng đúng, hắn ngay cả nằm mơ cũng nghĩ. Ngươi im miệng. Lão gia, trong lòng tôi có điểm nghi vấn. Xin ngài nghe tôi nói xong rồi hãy phán xét. Sự việc là như thế này. Tối hôm qua, Dương公子，人家求你一件事好不好啊？我靠，你怎么这么温柔啊？嗯，可不可以不要告诉别人我师父的事情啊？为什么呀？本小姐不喜欢。直说不就完了吗？我带你。你，还有你老婆，要是敢说出去半个字，我砍了你脑袋！我还是喜欢你温柔发嗲的样子。是，哎，小哥，你没事吧？怎么？啊，头天下水都没事吧？没事啊，挺好的，挺好。啊，你可想死我了，哥哥。小姐，杜小姐，你告诉我，到底是谁绑架你了？ 咱家去追那凶犯。是狐仙儿。啊，狐仙儿。哎，你真的确定存在着超现实主义的狐仙儿吗？嗯，应该是。什么叫应该是啊？哎呀，反正我被人点了穴道了，我迷迷糊糊的，什么都看不清楚。那你怎么能确定那是狐仙儿呢？ 除了狐仙，谁还有那么高深的武功能绑架本小姐呢？哎，对，对，狐仙是神仙妖怪，小姐怎么能够抵挡得住呢？是吧？我靠，我真的严重怀疑你们的科学精神了。